rác thế này thôi, đơn giản, chi phí trả láng bao nhiêu đúng không ạ? Đây. Xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Video này thì mình xin chia sẻ về cái cách bảo quản ngô bắp mà mình lá làm, lá áp dụng hàng năm của gia đình mình các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ đi bẻ ngô về kho. Đấy. Cái kho thì ở chỗ mình ý thì làm một cái lán dựng lên các bạn ạ. Dựng lán, dựng nhà, làm sàn cách mặt đất khoảng 2 mét. Để lúc khi sát thì nó sẽ tiện. Mình sẽ để cái máy bằng cái mặt sàn ấy và làm một cái lỗ thủng. Lúc khi sát thì chỉ cần gạt vào cái máy, thế là sát thu được hạt và lói, cái bụi của nó. Đấy. Còn một số bạn thì có thể chúng ta gom để vào kho đúng không nào? Kho hoặc làm một cái nền thôi đúng không nào? Đấy, cái nền ấy thì có chúng ta phải để cái lói ở dưới nền để tránh cái bắp ngô đấy chúng ta dính trực tiếp vào cái nền ấy. Nếu không là chúng ta để lâu thì nó có thể bị mục, bị len đi ở phần chỗ tiếp xúc của cái bắp ngô và cái nền đấy các bạn ạ. Nên là ở chỗ mình thì làm cái lán như vậy thì thoải mái lổ và không bị sao. Thì cách bảo quản như nào ấy thì bởi vì mình làm cái lán ấy thì mình sẽ có cái cách riêng các bạn ạ. Và chúng ta làm cái nền ấy thì cũng có cách làm như này thôi. Nhưng mà ở chúng ta sẽ không lổ nước các bạn ạ. Đấy. Thì cái cách của mình bảo quản ấy thì khi bẻ bắp ấy thì mình sẽ đi bẻ vào cái lán ấy thì khoảng 50 bao đến 100 bao một lượt. Đấy. Thì mình sẽ rắc cái phân lạm này vào các bạn ạ. Rắc cái phân lạm này một lớp. Cái phân lạm mình ví dụ mình thu như vậy thì mình sẽ rắc khoảng bao nhiêu ấy thì mình chỉ rắc khoảng 1 cân hoặc là 1 cân rưỡi thế thôi. Đó. Nó được khoảng 50 bao đến 100 bao thì mình sẽ lót cái phân lạm này vào một lượt. Đó. Và một cái thuốc gọi là thuốc hạt cải ấy. Nhưng mà cái thuốc hạt cải ấy thì nếu mà ngô chúng ta mọt quá thì ta có thể cho. Còn nếu mà chúng ta không cảm thấy không mọt bình thường thì chúng ta không cần cho cũng được các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần cho cái phân lạm này thì nó làm cho nó ẩm hoặc là mát ấy, thì nó sẽ ít mọt hơn các bạn ạ. Không mọt và siêu nặng luôn. Đấy thì mình cũng đã làm cái cách này rất là nhiều năm luôn các bạn nhé. Và rất là ít người chia sẻ thôi. Đấy thì chúng ta sẽ làm như vậy. Còn nếu mà chúng ta muốn thay vì cho thuốc mọt hạt cải thì nó vì nó thuốc hạt cải nó không tan hết các bạn nhé. Thế ra là chúng ta sẽ lấy cái loại thuốc thuốc viên để mùi thôi. Thì chúng ta cho vào thì nó sẽ tránh khi mà chúng ta sát chúng ta có thể cho gia súc ăn cái bụi của nó các bạn ạ. Cái thổi bụi ấy. Đấy. Còn cái vấn đề ví dụ như là cái hạt ngô này nó bị dính thì không có dính các bạn nhá. Nó vẫn thu được rất bình thường. Cho chúng ta cho con gia súc ăn thoải mái các bạn nhá. Đối với phần lạm thì nó là chất đạm mà nó thì rất là tốt luôn. Vì cái vấn đề cho cái thuốc hạt cải ấy thì lấy mới là một vấn đề các bạn ạ. Đấy thì chúng ta có thể cho hoặc là không cho. Và chúng ta cho thì hàm lượng ít thì thoải mái cho con súc vật ăn. Đấy. Thì mình cũng làm như thế này. Rắc cái phân lạm này vào. Đó, một lớp từng lớp vậy. Mình khoảng 2-30 tấn. Đấy. Thì làm cái cách này thì có thể bảo quản được từ 3 tháng, 5 tháng, 8 tháng các bạn ạ. Thoải mái.
rất là nặng ngô luôn. Đấy. Thì ở chỗ mình thì mình làm lán, làm cái nền lên, làm cái sàn lên thì lúc chuẩn bị sát đấy, cách khoảng 2 tuần chẳng hạn, hoặc là 1 tuần thôi, thì mình sẽ lấy cái vòi nước để tưới, tưới cho nó ướt đẫm qua, tức là chúng mình sẽ không phải là tưới quá quá nhiều nhé, tức là nhưng mà khi mình tưới thì mình sẽ tưới để cho nó cái nước này nó bắt đầu dội xuống qua cái sàn này được đấy, thì đảm bảo cái ngô của chúng ta là nặng, rất là nặng luôn các bạn ạ. Chúng ta sẽ làm cách khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần thì nó rất là nặng luôn, lúc ta đi sát thì nó không bụi đó, siêu nặng, và cái mọt thì nó có thể ít mọt luôn các bạn, chúng ta cho phân nè. Có nhiều bạn sẽ hỏi là mình rắc như vậy sẽ tốn cái chi phí về cái phân lạm lúc nào, thì xin cho trả lời với bạn là chúng ta chỉ rắc một ít thôi, ví dụ từ khoảng 20 đến 30 tấn thì mình chỉ rắc cùng lắm là khoảng 10 cân hoặc là 12 cân chẳng hạn, thế thôi các bạn ạ, rất là ít thôi. Đấy, nếu mà còn nếu mà chúng ta để vào cái kho nền ấy thì mình cũng áp dụng như vậy các bạn ạ, nhưng mà chúng ta sẽ không tưới nước, bởi vì cái phân lạm này nó làm mát, nó rất là mát. Còn khi mà chúng ta tưới nước vào ấy thì chúng ta cách khoảng 2 tuần chúng ta phải sát các bạn nhé, chúng ta đấy, chúng ta phải cách để như vậy, nếu mà chúng ta không cách thì nó sẽ khoảng 2 3 ngày sát luôn thì nó sẽ hơi ẩm nước, chúng ta là sẽ không được tốt các bạn nhé. Thì làm như vậy thì nó có bị ẩm hay là không, thì bởi vì mình làm sàn nền sàn lên ấy thì nó sẽ không có ẩm các bạn ạ, họ vì mua ấy, họ còn thích hơn các bạn ạ, họ thích cái độ ẩm mát và sạch của cái bắp hạt ngô luôn các bạn ạ. Đấy, mình làm như vậy nó rất là sạch và nó giảm thiểu khi chúng ta rắc phân lạm là giảm về mọt, các bạn giảm mọt gần như là 100% các bạn, không mọt, bởi vì thuốc mọt chúng ta vẫn có thể cho vào thôi một chút rồi đấy, nên là mình làm cái áp dụng cái cách này thì ví dụ thường lệ chúng ta mình không làm thì nó có thể bị hao, ví dụ 30 tấn thì hao khoảng hoặc là bắp bụi ấy có mấy tạ luôn các bạn ạ. Đấy, mình để 5 tháng đến 8 tháng, còn mình rắc để như này mình là để thậm chí 1 năm các bạn, nó vẫn như vậy luôn, nó nặng siêu nặng các bạn ạ. Còn lúc mình sát rồi mình tưới nước vào nữa thì nó rất là mát, làm cái hạt bắp ngô này rất là nặng luôn, mình lá làm các bạn nhé. Cách như vậy thì mình cũng xin chia sẻ với tất cả các anh em. Đấy, còn vấn đề cho phân lạm vào ấy thì nó rất là tốt, nó còn vấn đề tưới nước thì chúng ta có thể cân nhắc, bởi vì là có nhiều bạn nó chúng ta có thể làm lán nó không giống nhau, hoặc là chúng ta làm cái lỗ nền thì chúng ta có thể không thực hiện cái cách đấy, còn ở mớ mình thì mình làm như vậy thì mình xin chia sẻ cái cách của mình làm đó. Đấy thì video này thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem clip mình nhé. Nếu thấy hay hay là có câu hỏi thắc mắc thì hãy comment ở dưới video cho mình nhé. Đừng quên like, subscribe kênh để theo dõi những video mới. Bye bye các bạn.